Rồi. Rồi, không để ý là nó dừng khi nào không biết luôn. Đây. Đây, 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 tiếp tục nào. Rồi, bây giờ cô sẽ thay cái dữ liệu này HTML5 này nè. Thì bằng cái dữ liệu cái tôi lấy cô lấy từ bên DAO này ra. Cô show lại cái method này các bạn coi nè. Ok. Đấy, close và return. Return. Đây, cái này là return danh sách nha. Chưa? Đấy, return danh sách. Thì cô gọi bây giờ cô sẽ phải sử dụng cái sách DAO này thôi nhá. Sách DAO. Đây, sách DAO. Sách DAO. Đây. DAO. DAO của sách. Cô ghi DAO của sách cho dễ ha. Đó. Và bây giờ các bạn thấy nè. Tôi phải khai báo đối tượng của sách DAO. Thì khách DAO thì bằng new. New sách DAO thôi. Mà new sách DAO thì ta phải truyền context vào. À thì ta sẽ đưa vào đây. Ta sẽ đưa vào cái on create này. Ta sẽ có gì ạ? Trước khi gọi nó, ta sẽ có là DAO sách đúng không? Gán bằng new sách DAO. Truyền context vào, context của ta là quản lý sách activity.div. Ta truyền context vào. Nghĩa là chỗ này ta dùng khi nào ta truyền khi đấy. Đúng không ạ? Đây, dùng ở đâu ta truyền ở đó. Đây, ta dùng sách DAO. Rồi bây giờ nè. Đây, nó có một dòng nữa thôi các bạn nhá. Đây, cái này là DAO. Đây này. Dùng dùng class class DAO nè. Rồi các bạn nè. Bây giờ dữ liệu chỗ này nè các bạn nhìn nhá. Có một dòng dữ liệu thôi. Các bạn comment cái dòng này lại. Các bạn gắn danh sách gắn bằng DAO sách chấm get all là ra là xong. Cũng không cần phải ép kiểu gì nữa luôn. Đấy. Cái dữ liệu này là dữ liệu mẫu của ta. Còn dữ liệu này cô lấy từ cái cơ sở dữ liệu DB Helper. Thì bây giờ các bạn chạy lại. Các bạn chạy lại. Ok. Rồi. Chạy xong chưa? Sắp xong rồi. Nó hơi lắc. Chạy nhiều quá nó tràn bộ nhớ luôn. Chưa xong, còn chờ xíu. Chờ, chạy xíu. Chờ xíu. Thấy chưa? Thấy dữ liệu ra chưa? Thấy ăn ra cơ bản chưa các bạn? Cuốn theo chữ gió ăn ra cơ bản. Vậy cái dữ liệu này của ta là dữ liệu cô lấy từ SQLite lên. Bây giờ các bạn cập nhật sửa xóa. Các bạn cập nhật. Đây là mới lấy ra thôi. Lấy ra thôi. Get all. Các bạn cập nhật sửa xóa biểu thêm một cái mới thì các bạn viết cái hàm ở đây thôi. Public void thêm insert thêm
public voice, sửa, update, update được, edit được, à, xóa, delete public voice, delete, à, cái này hay lắm, à, các bạn có thể tạo cái interface để ép người ta bắt buộc phải dùng, phải có mấy cái phương thức này. Có nghĩa là các bạn có thể tạo ra một cái my down, à, có nghĩa là anh nào mà kể từ anh down á, nó bắt buộc phải override. Implement anh down là bắt buộc phải override cái phương thức. Thứ nhất là get on, thứ hai là insert, update, delete, ví dụ như thế. Đó. Có thể viết, nếu bạn nào mà chịu khó tìm hiểu về hướng đối tượng á, thì viết, cố gắng viết nhuần nhuyễn một tí là viết được à. Ok. Rồi bây giờ ta nha. Cô để một cái insert cho vui ha. Insert nè, chèn dữ liệu, đúng không? Làm nhanh thôi, để về các bạn có cơ sở làm update và delete, đúng không ạ? Rồi bây giờ ta quản lý sách nè. Ta thấy là ta coi đến insert ở đâu ạ? Insert. Ta bấm cái nút insert. Đâu? Đây. Insert, à, insert nó ở đây. À, thì ta gọi đến cái class, đến cái activity là thêm sách, đúng không? Thêm sách, à, ta gọi thêm sách, à, dữ liệu này được lấy ở trong cái cơ sở dữ liệu ra về các bạn tự làm nhá. Có nghĩa là các bạn thêm một cái loại sách down, ta có sách down thì các bạn phải thêm một cái loại sách down nó tương tự như anh này, nó cũng có cái get on để lấy cái dữ liệu ra. Cái này ôi trầm quá đó. Nhưng mà tạm thời cũng không làm cái này, để các bạn làm được chưa? Các bạn về làm cái này cho cô, nghĩa là cái này các bạn vẫn viết thêm cho cô một cái loại sách đao, đúng không? Và nó sẽ viết tương tự như sách đao. Ok, à, cô chị đây, bây giờ ta thêm dữ liệu nào. Mà cái này cô để nguyên, cô chỉ check cái phần này thôi. Nhìn nào, các bạn nhìn nhá, à, các bạn nhìn nào, có phải là các bạn sẽ lấy nè, à, khi ta chạy, nhìn nhá, khi ta chạy dấu cộng nè, đấy, button dấu cộng nè, có phải là các bạn sẽ lấy bốn cái giá trị này, đúng không? À, bốn giá trị này các bạn đưa vào cái sách, đúng không? Đây, và sau đấy các bạn mới put extra quay ngược lại, thì cô, cái này cô giữ nguyên, cái khúc đầu này cô giữ nguyên, đúng không? Cái khúc đầu này cô giữ nguyên, à, cô chỉ thay cái dữ liệu chỗ này thôi, thay chỗ này thôi, thay cái intent này nè, à, cô thêm cái này là cô add trực tiếp vào database luôn. Ok, à, ok. Còn cái khúc dưới này tôi thả tạm thôi, tôi giữ nguyên. Tại vì cái này xử lý ở trên client, cho nên tôi không quan tâm cái xử lý client này. Cô chỉ biết là cô lấy được dữ liệu rồi, cô thêm cái dữ liệu này vào cơ sở dữ liệu thôi là xong. Cô thêm cái dòng vào cơ sở dữ liệu nè. Thêm vào, à, SQLite, à, DB. Đó, tôi viết rồi này. And tôi thêm vào khúc này thôi. À, còn khúc dưới các bạn xử lý phía client kệ, cô không xử lý chỗ này, cô không xử lý chỗ này, hoặc là cái này cô sẽ chỉ cho các bạn cách xử lý sau. Nhưng mà bây giờ cô, mục đích cô cái này là cô chỉ thêm vào cơ sở dữ liệu thôi. À, thì đầu vào của ta là gì? Đầu vào của ta sẽ là sách, đúng không? À, cô có sách rồi mà, cô thêm cái sách này vào database thì đầu vào của tôi là sách, cho nên chỗ này của cô sẽ là đầu vào sẽ là sách đối tượng, đúng chưa? Sách đó, S, thấy chưa? À, đó, cô lấy đầu vào, cô bên đây cô xử lý và bên kia nó tự thực hiện thôi, chứ còn cái này không làm gì cả. Và đây tôi sẽ gọi đến cái gì trong cái thêm sách này, cô vẫn tạo cái sách down. Tôi muốn gọi thì tôi phải tạo sách down thôi. Ok, sách down đây sẽ bằng, à, down sách, giống cái kia cho vui, down sách chưa?
các bạn vẫn phải chuyên phải sử dụng cái context của nó, cho nên các bạn phải khai báo ở đây. Các bạn có thể để ở trong edit, edit của cô đâu, edit ở dưới này đấy, các bạn có thể là để là gì đấy ạ, đao sách à, gán bằng níu sách đao à, các bạn đưa cái là thêm sách activity chấm đít vào đấy đó, khởi tạo ở đây. Khi khởi tạo ở đây thì init nó gọi nè các bạn, thì nó khởi tạo trên này luôn, cô đỡ phải viết nó rối, được chưa? Rồi bây giờ ta chỉ cần là gọi tới cái gì đấy ạ, à đao sách chấm insert dữ liệu vào và tuyệt ta truyền cái s vào thôi là xong, được chưa? Đây, thêm dữ liệu vào db, được chưa? Ok. Đây. Nếu các bạn muốn thoát thì muốn bắt lỗi là thành công hay không thành công á thì tôi sẽ xử lý sau, nhưng bây giờ trước mắt là cô chỉ xử lý cái này là cho nó chèn vào database là được rồi. Ok. Rồi, trong cái sách down này các bạn làm như cô như sau. Các bạn vẫn khai báo cái này SQLite, được chưa? Đây. À nhưng cái này không phải là readable mà ta để là writeable để cho phép nó đọc ghi dữ liệu, đúng không ạ? Ghi dữ liệu lên. À, write thì vừa đọc vừa ghi được luôn. À, xong đấy ta bà các bạn là viết câu lệnh. À, các bạn có nhiều cách lắm nha, dùng câu lệnh insert into được luôn. À, nhưng mà tôi dùng cách này là trong sách hướng dẫn là content, ta tạo cái content. À, content để các bạn content value. Đây, ta tạo content. Nó lắc ạ. Đây, content value. Đây, content. À, gán bằng new content value. Ok. Đây. Thì các bạn phải add hoặc là các bạn để cái value, để giá trị đi, value đấy ha. Để nhìn cho dễ. Đây, value của chữ add đi ha. Đó. Thì các bạn add các cái value vào, value.add.put. Put. À tôi put nè. Nó có hai đối số, đối số thứ nhất là key, đối số thứ hai là sẽ là value. Value thì nếu mà chuyên mã thì tôi để là add.get mã. Get mã sách đúng không? À vậy cái key là cái gì? Lưu ý cho cô nè. Cái key này bắt buộc phải trùng với cái key, cái mã các bạn ở đây. Cái tên trường ở trong này khai báo như nào thì key nó phải vậy. Nếu key sai là nó lỗi. Nó bảo lỗi key này không có. Đấy, tương tự copy ha, ta có 4 trường thì ta phải add 4 trường. Được chưa? Cái thứ nhất là mã sách, cái thứ hai là tên sách, cho nên các bạn đừng gõ mà hãy copy, tránh trường hợp là nó bị lỗi chính tả. À, ngay xuất bản nó dễ bị lỗi chính tả lắm các bạn. Đây, cái này là mã loại sách. Đấy, ok. À, cái này là get gì đấy ạ? À, get tên, tên sách. Cái này get là ngày xuất bản, ngày xuất bản. Cái này get là mã loại, loại sách. Cái ngày xuất bản này nó bị lỗi, bởi vì kiểu các bạn kiểu lấy ra này á, nó là kiểu kiểu date, mà trong cái này có add là kiểu string, cho nên là tương tự ta phải dùng cái này. Cái này là khi này là path để chuyển đổi. À, cái này là khi này ta dùng path, bây giờ ta dùng format. Format thì ta không cần gì ạ, ta không cần phải jacket. Format thì ta không cần phải jacket, đúng không? Format nó chuyển cái này thành string thì các bạn không cần phải. À, đấy, ok chưa? Đấy, xong rồi. Bây giờ các bạn là db.insert, dùng câu lệnh này thôi. À, cái đối số đầu tiên là table name. À, table thì cũng phải đúng chính xác. Đấy, sách, được chưa? À, xong. À, cái đối số thứ hai sẽ là đối số thứ hai là cái nullcom column h. À, cái này các bạn để không có gì cả thì các bạn để null. Cái đối số thứ ba là các bạn để cho có cái value.
column không cần, rồi sẽ tôi bán các bạn để cái value là xong. Ok rồi, thì cái hàm này các bạn có thể biến tấu là như này, các bạn có thể trả về true false, nghĩa là nó thành công hay thành công thì bạn có kiểm tra. Thì nếu như insert này mà trả về lớn không thì nó sẽ là các bạn trả về là true, còn nhỏ hơn không thì các bạn trả về là false. Nhưng mà thôi, từ từ ta sẽ làm cái này, demo cái này đã, cô sẽ làm mịn dần cho các bạn ha. Thêm sách này nè, chạy tôi thêm rồi, bây giờ tay chạy nhá, chạy lại nè. Chưa, chạy xong rồi ha, coi có lỗi gì không, không lỗi đúng không, thêm để cô test nha. Mã sách là 0003, rồi tên sách là ví như là HTML 5 và CSS 3. Đó, ngày xuất bản là 1999 đúng không, ngày tháng 2 ngày 15 chẳng hạn như vậy. À, cái loài của ta là công nghệ thông tin. Đã thêm mới nè, kịch cái thêm mới. Ok rồi, dữ liệu có nhảy ra đây không? Có nhảy, nhưng mà dữ liệu này nè, nói luôn các bạn, HTML5CSS3 là dữ liệu do cái câu lệnh này nó add vô đấy. À, do câu lệnh này nó add vô đấy các bạn, dữ liệu này ảo đấy, do câu lệnh cái đoạn này nó add vô nè, do mình xử lý nè. Nhưng các bạn có thể test bằng cách là các bạn tắt cái này đi, đóng cái này đi, thậm chí các bạn xóa đi, à xóa dữ liệu là nó mất nha, tắt cái này đi, đóng ứng dụng đi, à, đóng ứng dụng. Thì dữ liệu các bạn coi có còn không nha, nếu dữ liệu còn thì chứng tỏ nó đã thêm vào database được rồi, còn dữ liệu mà không còn thì có nghĩa là đây, đóng ứng dụng, đóng hết ứng dụng nhá, đóng mấy cái này nè, khỏi nó lắc nè, chưa? Ok. Rồi bây giờ các bạn chạy lại, đóng ứng dụng rồi nhá, stop nè, bây giờ chạy lại. Nếu có dữ liệu mà có thì chứng tỏ là đấy, nếu dữ liệu mà có, chạy chưa? Ui, chạy lẹ dữ. Rồi, có. Nghĩa là dữ liệu có nghĩa là nó sẽ đã đẩy vào database rồi. Rồi, ok, một cái cuối cùng, lắng nghe kỹ nha. Bây giờ các bạn muốn biết cái cơ sở dữ liệu nằm ở đâu, thì tôi nói luôn là cái dữ liệu nó lưu trữ ở đâu, nó nằm ở đâu. Thì thứ nhất là nó nằm ở trên máy ảo. Các bạn mà cài lại máy ảo hay xóa app đi là dữ liệu nó mất, đúng không ạ? Nó nằm ở trên máy ảo luôn. Và cách để xem dữ liệu trên máy ảo nhé, ta vào đây, các bạn vào cái Device File Explorer. Đây, thì cái chỗ này nè, lưu ý nè, tắt máy ảo thì cái chỗ này, cái này bật này nó mới có. Được chưa? Lưu ý nha, bên góc phải này nè, thì bật máy ảo nó mới có. Và các bạn vào data, vào data. Ok rồi, các bạn tìm cho cô cái package mà của cái ứng dụng mình đang chạy á. Cái package mà mình đang chạy á. Ví dụ cái của mình là package là gì? Cái của mình package là com.xml.lt15201 ôn tập đúng không? Thì ta com.example ở dưới .lt. Đây, ủa không phải. com.example đâu? Example. Đây, LT15201 ôn tập, các bạn mở nó ra. Các bạn thấy cái chữ database chưa? Trong database đây, nó chứa cái LT15201DB nè. Các bạn down nó về. Down nó, click chuột phải down nó về. Click chuột phải. À, down nó về. Mở ra thử nhá.
Đây cái này cô đi mua các bạn coi luôn ha. Đấy cái này nhiều bạn không để ý thì các bạn không biết luôn, các bạn không biết nó luôn. Nếu các bạn cái này mà muốn chạy lại, các bạn có xóa DB này, xóa database xong các bạn chạy lại thì nó sẽ tạo lại database cho các bạn. Sao lắc dữ ta. Đây save as, save as. À, cô mở ở trong đâu? Cô mở ở D đi ha. Ok, ở D đi, ok. Đây, các bạn à, ẩn cái này lại ha. Các bạn vào ở D. Slide ở D. Các bạn thấy file này của cô đây rồi, và nó 28k. Cách mở nè. Mở thì các bạn có thể là down. Các bạn lên mạng, các bạn down cho cô cái... SQLite Expert. Expert nha, Expert là bản free. SQLite Expert. Personal. Personal là cá nhân á ha. Đấy, các bạn download nó về. Đây là cái cung để các bạn Expert này. Đâu SQLite Expert download đi ha. Thằng này bây giờ nó cũng đổi rồi đó. Free. Đây, SQLite Expert. Đây. Ok. Download về cài. Tôi ít, có ít dùng lắm. Đây là để mỗi quản coi thôi, SQLite Expert nè. Chứ không có dùng cái này. Download license 30 day trial, khỏi. Cái nào free? Cái nào free? Personal professional khỏi ha. Cái này là freeware. Cái này cũng free, 4.2 này free luôn. Lấy 5 chấm. Ta download cái bản là personal 64 bit ha. Bạn nào cài Win 32, đào 32 mà chắc giờ chả ai cài 32 đâu. Đấy, đào nó về. Nó tương đối nhẹ. À, đào ở cái chỗ đào lâu này đi. Đào lâu save. Save. Ok. Rồi. Chờ xíu. Ai cần hỏi gì cứ hỏi nha các bạn. Cần hỏi gì cô cứ la lớn lên. Này, cái chat cái gì đây? Source code bài này nha cô. Trời ơi, ngồi gõ đi chứ, đi xin sắp code thì còn gì đâu nói. Khó đi chứ. Chứ đi xin sắp code bài này nữa thì tôi giảng lắm gì, tôi đưa sắp code cho các bạn cho rồi. Nói đùa chứ các bạn, chịu khó coi clip của cô gõ lại. Bởi vì là clip các bạn gõ lại thì các bạn mới hiểu được. Chứ bây giờ mà. Đấy, sắp xong nha. Vào cái download. Rồi tôi nhớ rồi, cái desktop sao bị đầy hay sao á. Hay là OneDrive đầy gì á. Nó bảo lỗi quá trời nè. Hồ C thì cũng đầy. Mà sao nó bảo lỗi OneDrive ta. Desktop lỗi gì trời. Đây Google Demo. Sao cái này lại lỗi? Thằng nào lỗi gì ta? Sao bảo lỗi OneDrive? Cái lưu OneDrive đâu? Desktop để OneDrive. Rồi tao coi cái này SQLite này, các bạn cài nhá. Để cô check lại tí sao OneDrive nó bị lỗi nè. Windows Protect the PC on unrecognized app from starting run. Click to file. Run as administrator. OneDrive nó bị gì á? À. I seen issue OneDrive.
giờ sao bỏ ta? Sao bỏ cái này không để trên OneDrive rồi sao ta? Không muốn tích hợp với OneDrive. Okay, xóa đi. Từ từ. Rồi khoan. Tại sao cái này nó chạy không được ta? Download cái này chạy không được là sao? Planet Administrator luôn. Lỗi gì? Bấm vô More Info. Đây. Run anyway. À, đúng rồi. Ok. Ok, accept. C. Ok. Ok, install. Finish. Launch. Bật luôn ha. Để tôi cô add cái bản này vô cái vô để hỏi cái. Cô add bản này vô để hỏi cái. Xin lỗi. Đây. Các bạn open cái file khi nãy nha, hoặc kéo thả open database nè. Thả open cái database nè khi nãy nè. Đấy. À cái đuôi của ta là đi on file. Hiện tại vì cái này cũng không đặt đuôi. Open. Đấy. À ta có loại sách nè. Đúng không? À, dữ liệu nè, là văn học nè, công nghệ thông tin là xã hội nè, và sách nè. Khi nãy là cô thêm cái này là thêm cái thứ ba, thấy chưa? Đấy, ăn hai cái này là ta thêm trước, cái này là thêm sau, thấy không ạ? Đấy, các bạn có thể mở ra các bạn kiểm tra xem dữ liệu mình có chuẩn chưa. Tức là các bạn có thể là dùng nó để các bạn thêm sửa xóa test lỗi tất cả các thứ. Đấy là dùng anh này, được chưa? Ok, đấy, tức là cô vừa hướng dẫn các bạn nè. Các bạn mở ra có thể xem được nè, cái dữ liệu nằm ở đâu. Nhớ là phải bật máy ảo thì mới có cái này, tại vì tất cả những cái này các bạn nhìn thấy đều là thông tin của máy ảo. Emulator, cái này là hoàn toàn thông tin của cái máy ảo này. Được chưa? Thì dữ liệu nè, các bạn vào data, vào data xong chọn đúng cái package của mình. Cái ứng dụng của mình. Cái package nè, com.exam cái này. Các bạn vào database, các bạn nhìn thấy cái này các bạn download về. Nếu các bạn muốn chạy lại toàn bộ thì các bạn có hoàn toàn có thể xóa cái này và chạy lại ứng dụng đấy, từ lại tạo ra cái này cho các bạn. Nếu mà các bạn hoàn toàn có thể xóa. Ok. Đấy. Và khi các bạn get về các bạn có thể mở nó ra các bạn coi. Được không ạ? Đó. Thì đó là cô vừa hướng dẫn các bạn cái gì? Một là thêm tạo cái DB helper. Đó, tạo database, tên database. Tạo hai bảng, thêm dữ liệu mẫu. Đấy, thêm dữ liệu mẫu. Đó. Hai là các bạn tạo phương thức để các bạn lấy get dữ liệu ở SQLite về. Đúng không ạ? Đấy, các bạn chịu khó nghe. Đó, và phương thức để chèn dữ liệu. Đấy. Ok. Buổi sau cô sẽ hướng dẫn tiếp. Nghĩa là cô sẽ dùng cái thêm sửa xóa rồi cô sẽ chỉ các bạn tiếp. Vâng, nhưng về các bạn về làm tiếp cho cô ha. Đó. Về làm trước mắt là về làm cái này. Về làm thêm cái loại sách down. Loại sách down để các bạn lấy dữ liệu ở trong loại sách đổ vào đây. Tức là các bạn thay một cái dòng này bằng một dòng khác thôi. Get dữ liệu ra thôi. Vậy thôi. Ok. Đấy, thì tương tự như bài cô làm. Được chưa? Rồi.
Ok.